Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, như tôi đề, Tiến Dũng sẽ sale giảm giá rất rất nhiều các mặt hàng audio cao cấp. Những cặp loa JBL hàng bãi về trực tiếp từ Mỹ, Tiến Dũng sale giảm giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu trên một cặp. Những chiếc âm ly của Lussmann, của Marantz hàng bãi nội địa Nhật, Tiến Dũng sale giảm giá rất mạnh trong dịp này. Mức giá giảm từ 1,5 triệu cho đến 5 triệu trên một chiếc. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng đấu giá trực tiếp từ Nhật và từ Mỹ về với tình trạng tuyển chọn zin nguyên bản rất đẹp. Trong tháng 4 này thì nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Tiến Dũng có một chương trình khuyến mại tri ân khách hàng đặc biệt nữa. Đó là sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Pro N của Italy. Món quà này trị giá 800 ngàn, Tiến Dũng sẽ dành tặng cho những đơn hàng trên 10 triệu. Những đơn hàng giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV hoặc dây tín hiệu ba lăng Pro N của Italy. Món quà này trị giá 500 ngàn, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những dây dẫn này với mức giá rất ưu đãi. 800 ngàn cho một cặp dây loa ý xịn và 500 ngàn cho một cặp dây tín hiệu ý xịn của Italy. Mở màn cho video ngày hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa JBL model 4425. JBL 4425 là một cặp loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Chúng ta đọc đầy đủ là JBL Model Studio Monitor 4425. Một bát 30cm, có màng rất sâu, dòng này cho tiếng bát rất lực và mạnh. Hai lỗ thông hơi ở phía dưới, một loa chép kèn tai voi và hai nút tinh chỉnh ở phía mặt trước. Chúng ta có thể thêm bớt tiếng Trung và tiếng Czech. Mẫu loa này được hãng JBL sản xuất tại Mỹ. Phần thùng loa được hãng sử dụng bằng gỗ lạ màu vàng cánh dán rất đẹp. Cặp loa này được hãng sản xuất vào khoảng những năm 1975-1980. Dòng này cho tiếng lực mạnh là bởi vì công suất cực đại lên đến 400W trên một thùng và công suất hiệu dụng là 200W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Chúng ta có thể sử dụng loa này để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình trong các không gian lớn tầm khoảng trên dưới 40m² là vừa. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản hàng trực tiếp từ Mỹ về với mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 34 triệu. Mức giá sale giảm 1,5 cho sản phẩm này, mức giá chỉ còn lại 32 triệu 500 ngàn. Đây là phần e-căng của loa, e-căng bằng lưới vải màu xanh đặc trưng của JBL Mỹ. Tiến Dũng sẽ bao zin từ A đến Z và bảo hành kỹ thuật sản phẩm này 1 tháng. Quý vị và các bạn khi chuyển đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng sẽ miễn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng cỡ 700 ngàn tùy theo xa gần. Phía bên đây là một cặp loa JBL cũng rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Đây là cặp JBL model L112. L112 cho âm thanh còn tốt hơn cả L100 Century. Dòng này cho tiếng bass mềm, sâu và chép sáng rõ. Một bát 30cm, một mít giấy và một loa chép đôm. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu vàng rất đẹp. Cặp loa này vừa về tại shop cách đây khoảng cỡ vài ba ngày với tình trạng tuyển chọn nó rất đẹp. Cặp loa này được hãng JBL sản xuất khoảng những năm 1975. Bát 30cm màng cát màu trắng. Cặp loa này có công suất là 100W trên một thùng trở kháng 8 ô. Với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp, tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về. Cặp loa này sẽ phù hợp cho việc chơi đa thể loại dòng nhạc. Lưu ý là cặp loa này không sử dụng để hát karaoke, nó không phù hợp. Mức giá thông thường, mức giá làng là 33 cho đến 34 triệu. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 32 triệu và sale giảm 3 triệu cho sản phẩm này. Mức giá chỉ còn lại 29 triệu. Đây là lưới vải e-căng của loa màu nâu. Tất cả zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp, Tiến Dũng bảo hành kỹ thuật 1 tháng cho những sản phẩm hàng bãi second hand. Phía dưới này là những chiếc âm ly Marantz rất nổi tiếng và Tiến Dũng cũng sẽ sale giảm giá rất đặc biệt. Chiếc ở phía trên là Marantz model 1150 MK2. Máy này sử dụng điện 100V nội địa Nhật, công suất nguồn là 180W. Máy sử dụng 4 sò nhôm chân vàng. Tiếng của dòng này rất tốt. Nó có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Đặc biệt rất hợp với các dòng loa của JBL như là 4312, 4311, L100 Century 112. Các dòng loa của Pioneer như là HBM 100, 180A, vân vân phối ghép rất tốt. Với mức giá thông thường của chiếc 1150 MK2 là 19 triệu.
Tiến Dũng Sale giảm giá 1,5 triệu chỉ còn lại 17 triệu 500. Tất cả Tiến Dũng bao zin và bao đúng hàng bãi Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Chiếc ở phía dưới này có cấu hình tương tự, đây là Marang 1150, cấu hình tương tự, mọi thứ giống y như vậy. Điện 100V, công suất nguồn là 180W, 4 sò nhôm chân vàng. Chiếc này là vỏ gỗ copy mới, nó giống y như vỏ zin nhưng đây là vỏ copy. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 16, sale giảm 2 triệu, mức giá chỉ còn lại 14 triệu. Phía bên đây là những chiếc Blim rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Lusman. Chiếc ở phía trên này là Lusman model L80V, phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu Lusman Nhật Bản. Mặt phanh nhôm, vỏ gỗ zin nguyên bản. Điện 100V, công suất nguồn của chiếc này là 200W. Nó có thể chơi được hai cặp loa rất thoải mái từ bát 30cm đổ lại. Mức giá thông thường của sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ là 23 triệu và sale giảm đến 3 triệu, mức giá chỉ còn lại 20 triệu. Tất cả những sản phẩm này trên 10 triệu, quý vị và các bạn sẽ nhận ngay phần quà tặng là một cặp dây loa Pro N của Italy, trị giá món quà là 800 ngàn. Chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Chiếc này sử dụng 4 sò sắt, tiếng của nó rất tốt, phù hợp với các dòng loa của Nhật, của Mỹ từ bát 30cm đổ lại. Đặc biệt rất phù hợp với JBL bát 30. Phía dưới này là một chiếc có cấu hình nhỏ hơn, đây chính là chiếc L80 của thương hiệu Lusman. Điện 100V, công suất nguồn 150W. Mức giá thông thường 16, sale giảm 2 triệu, chỉ còn lại 14 triệu. Đây là những đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa JBL như là 4311, 4312, L36, L50, L112, L166, vân vân. Các dòng loa của Anh Quốc phối ghép cũng rất tuyệt vời với chiếc âm ly này, như là Tannoy, Beckerley, bass 38cm này cũng chơi rất thoải mái. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc nữa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Lusman và Tiến Dũng cũng sẽ sale với mức giá vô cùng ưu đãi trong dịp này. Chiếc ở phía trên là âm ly đèn Lusman model LX33. Chiếc này sử dụng 4 bóng đèn xuất âm biến thế. Tiếng của dòng này rất đặc trưng âm ly đèn. Đặc biệt với chiếc LX33 này, nó có chức năng chỉnh tông, chỉnh bass check rất tiện dụng cho người sử dụng. Âm thanh của nó rất tốt. Mức giá làng của chiếc này là khoảng 27 năm. Mức thông thường Tiến Dũng phục vụ là 26 triệu, giảm 3 triệu, chỉ còn lại 23 triệu. Tất cả Tiến Dũng vẫn bao zin và hoạt động hoàn hảo, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía dưới này là một sản phẩm nữa đến từ thương hiệu Lusman. Đây chính là chiếc Lusman model L100. L100 của thương hiệu Lusman, điện 100V, công suất nguồn là 250W. Chiếc này sử dụng 8 sò sắt, tiếng của dòng này rất mạnh mẽ. Đầy đủ các nút điều chỉnh như là bass, check, tông, cắt tần số, vân vân. Mức giá thông thường 25 triệu, sale giảm đến 5 triệu cho sản phẩm này, chỉ còn lại 20 triệu. Đây là một dịp rất tuyệt vời để quý vị và các bạn có thể sở hữu những sản phẩm cao cấp với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá rất ưu đãi. Các dòng loa của JBL như là 4312D thì Dũng cũng đang phục vụ với mức giá vô cùng ưu đãi. Mức giá thông thường của sản phẩm này là 28 triệu. Sale giảm 2 triệu, chỉ còn lại 26 triệu. Các dòng loa cao cấp của Bow đó là 301 Sonata Limit Audition, mức giá chỉ 17 triệu. Quý vị và các bạn hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm cao cấp tuyển chọn với mức giá vô cùng ưu đãi trong dịp này. Hiện nay shop chúng tôi cũng đang là đại lý chính thức của rất nhiều những mẫu đầu giải mã DAC hot trend nhất trên thị trường, như là các thương hiệu Topping, iFi, Fio. Đây là những chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao 32 bit chuẩn Hi-Res Audio. Nó sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Quý vị và các bạn khi trang bị một chiếc đầu giải mã DAC thì âm thanh của dàn âm thanh nó sẽ được hỗ trợ khoảng cỡ từ 20 cho đến 40% chất lượng âm thanh. Tiếng của nó sẽ rất tốt. Mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc những chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp này. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều những sản phẩm audio khác và chương trình khuyến mại này được cập nhật liên tục trên trang web. Tất cả những chương trình sale, giảm giá, quà tặng sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.